Kênh Sầu Riêng Miền Tây xin kính chào quý bà con nhà vườn. Hôm nay kênh Sầu Riêng Miền Tây sẽ tiếp tục cập nhật giá sầu riêng Thái và sầu riêng G6 tại ngày 26 tháng 5 2024 cho tất cả quý cô chú nhà vườn được theo dõi. Thì hôm nay cái giá sầu riêng Thái loại nhất là từ 95 cho đến 97.000, trái 2 học 7 từ 1kg 9 cho đến 5kg 2. Giá sầu riêng Thái loại nhì là từ 75 cho đến 77.000, trái 2 học gữ từ 1kg 7 cho đến 5kg 7. Giá sầu riêng Thái loại 3 là do thương lượng giữa nhà vườn và lái dựa. Giá sầu riêng G6 loại nhất từ 67 đến 69.000, trái 2 học 7 từ 1kg 9 cho đến 5kg 2. Và giá sầu riêng G6 loại nhì là 52 cho đến 54.000, trái 2 học gữ từ 1kg 7 đến 5kg 7. Và giá sầu riêng G6 loại 3 là do lái dựa và nhà vườn thương lượng. Giá này là kênh cập nhật từ cây lậy Cái Bè Tiền Giang. Thì quý cô chú anh chị nào cần bán thì cứ liên hệ trực tiếp với kênh để lấy số điện thoại trực tiếp của lái dựa. Thì những cô chú anh chị nào mới vào kênh nhớ đăng ký và chia sẻ và cho kênh một like để kênh tiếp tục cập nhật phát triển kênh mỗi ngày. Thì kênh sẽ cố gắng phục vụ cho quý cô chú anh chị và con nhà vườn được tốt nhất. Thì kênh xin nhắc lại một lần nữa, giá sầu riêng Thái và sầu riêng G6 hôm nay là ngày 26 tháng 5 2024. Giá được cập nhật tại khu vực Cái Lậy Cái Bè Tiền Giang. Hôm nay giá sầu riêng G6 loại nhất là 95 cho đến 97.000, trái 2 học 7 từ 1kg 9 đến 5kg 2. Và giá sầu riêng G Thái loại nhì là từ 75 cho đến 77.000, trái 2 học gữ từ 1kg 7 đến 5kg 7. Và giá sầu riêng Thái loại 3 là thương lượng. Giá sầu riêng G6 loại nhất từ 67 đến 69.000, trái 2 học 7 từ 1kg 9 đến 5kg 2. Giá sầu riêng G6 loại nhì là từ 52 đến 54.000, trái 2 học gữ và từ 1kg 7 cho đến 5kg 7. Và giá sầu riêng G6 loại 3 là từ 1kg 3 là thương lượng, là giá từ 1kg 7 đến 5kg 7. Thì giá thì chỉ mang tính cách tham khảo quý cô chú anh chị nhà vườn hiểu cái vấn đề đó là do những cái lái dựa khác và những cái khu vực khác nó sẽ có giá chênh lệch khác nhau. Cho nên nếu mà ai cần bán thì cứ liên hệ kênh để lấy số lái dựa trực tiếp. Thì kênh cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị nhà vườn đã ủng hộ kênh. Thì kênh sẽ cố gắng cập nhật giá mỗi ngày để quý cô chú anh chị nhà vườn được theo dõi sớm hơn và chính xác hơn. Xin cảm ơn.